Hôm nay, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra công tác chuẩn bị trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022. Đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi như phòng thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi, thiết bị camera an ninh giám sát theo quy định, quy trình phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại điểm thi trường Trung học phổ thông Trương Vương, huyện Văn Lâm và trường Trung học phổ thông Triệu Quang Phục, huyện Yên Mỹ. Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các nhà trường tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị, nhất là khâu phòng dịch, phun khử khuẩn toàn bộ điểm thi, trang bị đầy đủ khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, xà phòng, máy đo thân nhiệt, bố trí chỗ ngồi cho thí sinh, đảm bảo khoảng cách quy định, xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ. Đồng chí nhấn mạnh các điểm thi phải có phương án phân luồng thí sinh ngay từ cổng. Các thí sinh có biểu hiện ho, sốt được bố trí thi tại phòng dự phòng. Thời điểm thí sinh làm thủ tục dự thi, giám thị tiếp tục hướng dẫn các em thực hiện đúng quy chế thi, các biện pháp phòng chống dịch nhưng tránh tạo áp lực tâm lý lo lắng. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6 tại 28 điểm thi.